Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống, chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Hàng trăm công nhân xô đổ rào chắn, tháo chạy khỏi công ty ở Bình Dương khi nghe tin một đồng nghiệp dương tính SARS-CoV-2. Tối 10 tháng 7, một đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm công nhân liên tục hò hét muốn xô đổ rào chắn. Khi rào chắn bị đổ, các công nhân bắt đầu tháo chạy như ông vỡ tổ khỏi công ty. Được biết, đoạn clip được quay ở một công ty ở khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Theo Xin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng, ông Phỏ Thành Dầu cho biết, vụ việc trên bắt nguồn từ việc một công nhân của công ty ở khu công nghiệp Bầu Bàng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm nhanh. Các công nhân nghe đồng nghiệp dương tính với SARS-CoV-2 và lực lượng chức năng sắp xuống công ty để phong tỏa, truy vết, điều tra dịch tễ nên họ lo sợ và rời đi. Ông Dầu cho biết, cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng, tình hình đã được lực lượng chức năng kiểm soát. Công ty này có hơn 5.000 công nhân, người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 nằm ở phân xưởng khác, không liên quan đến những công nhân trong đoạn clip. Các công nhân đã được vận động trở lại công ty để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo người lao động, tối 10 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bình Dương cho biết, tính từ 17 giờ ngày 9 tháng 7 đến 17 giờ ngày 10 tháng 7, Bình Dương ghi nhận 179 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca mắc ghi nhận trong ngày cao nhất tính từ đợt dịch thứ tư. Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 1.303 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 45 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.